Hướng dẫn cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone Bước 1. Vào khẩu ứng dụng CH Play đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android hoặc App Store đối với điện thoại hệ điều hành iOS. Bước 2. Gõ từ khóa Bluezone trong mục tìm kiếm. Bước 3. Chọn ứng dụng Bluezone, khẩu trang điện tử của Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt. Bước 4. Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.